tỷ lệ kiểm soát bóng trong những phút đầu tiên đang nghiêng về phía đội chủ nhà. Đó là điều mà người ta thường thấy trong các trận đấu của đội bóng thủ đô trên sân Hàng Đẫy, nhưng đó là điều đã không xuất hiện ở những phút đầu tiên của trận đấu. Cơ hội dành cho Sinani rất bất ngờ. Bàn thắng mở tỷ số đến với các cầu thủ chủ nhà câu lạc bộ Hà Nội, và đây là bàn thắng thứ 3 của Sinani ở mùa này. Các hậu vệ của câu lạc bộ Sài Gòn hơi thụ động, họ quá chú ý vào Văn Quyết và để lỏng sau khi trái bóng trôi tới đúng vị trí của Sinani, và trung phong này đã không bỏ lỡ cơ hội. Một khởi đầu tốt dành cho đội bóng thủ đô, bàn thắng đến từ rất sớm ngay ở phút thứ 7 của hiệp 1. Đó là một pha phối hợp tưởng chừng như là không có quá nhiều những sự nguy hiểm, nhưng nó lại trở thành bàn thắng cho đội chủ nhà. Hãy cùng xem lại pha bóng này. Lỗi mang tính hệ thống của hàng loạt các hậu vệ áo hồng. Và phá bóng hụt và những thoáng giật mình đủ để cho Sinani trừng phạt hàng phòng ngự đối phương. Lần lượt là Lê Cao Hoài An, là Nguyễn Văn Đạt. Và sau đó thì tất cả những gì mà cầu thủ Sài Gòn phải chứng kiến chỉ là việc họ phải vào lưới nhặt bóng sau cú đá của Sinani. Thoát xuống và dứt điểm rất nhanh. Bàn thua vừa rồi là bàn thua thứ 14 của câu lạc bộ Sài Gòn ở mùa giải năm nay. Họ đang là đội bóng để lọt lưới nhiều nhất của giải đấu, và tất nhiên tương ứng cũng sẽ là vị trí cuối bảng. Quang Gia Lai sau khi vượt qua được câu lạc bộ BKMX Bình Dương và lúc này đã có được 13 điểm. Thắng lợi ngày hôm nay của Hoàng Gia Lai là thắng lợi thứ 3 liên tiếp của họ. Và rõ ràng là đội bóng phố núi đang trở lại với cuộc đua một cách mạnh mẽ. Vinh năm nay diễn ra theo thể thức truyền thống, và các đội bóng trong vai trò của những ứng cử viên vô địch sẽ cần phải biết cách để tích lũy điểm số quan trọng. Những trận đấu trên sân nhà như thế này là vô cùng quan trọng. Và cùng với đó thì chiều sâu về mặt đội hình cũng sẽ là thứ tạo nên sự khác biệt trong một cuộc đua đường dài. Ở trên băng ghế dự bị của câu lạc bộ Hà Nội ngày hôm nay có Đậu Văn Toàn, Tuấn Hải, Văn Kiên, Bùi Hoàng Việt Anh, Tuấn Anh, Ngô Đức Hoàng, thủ môn dự bị Quan Văn Chuẩn, Văn Vĩ và tiền đạo Trần Văn Đạt. Nếu nhìn vào băng ghế dự bị thì có thể thấy là chất lượng của các cầu thủ mà Hà Nội đang có vẫn có một sự khác biệt đối với